Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn và chỉ dẫn cho các bạn phương pháp thiết kế một ngôi nhà chuẩn phong thủy. Như chúng ta đều biết ấy, xây nhà là một việc rất hệ trọng. Tuy nhiên, qua khảo sát rất nhiều năm thì thấy những cái gia đình thì chú trọng tới các cái hình thức và các cái công năng sử dụng mà vi phạm rất nhiều về thiết kế phong thủy, dẫn tới những cái hậu quả đáng tiếc cho gia chủ. Hôm nay tôi phát cái clip này cũng giúp cho thứ nhất là các bạn có thể tự mình thiết kế và kiểm tra lại những cái thiết kế của những cái người mà trình độ vẫn chưa đạt được kỹ xảo về phong thủy, giúp đỡ. Đồng thời cũng giúp cho một số các cái bạn đang học nâng cao về kiến thức phong thủy, qua cái clip này cũng giúp cho các bạn có được những cái kinh nghiệm tốt nhất để khi thiết kế cho bản thân hay thiết kế cho người ngoài đạt được những cái hiệu quả tốt nhất, tránh những sai phạm đáng tiếc. Bởi vì qua rất nhiều các cái cuộc khảo sát ấy, mà kiểm tra ấy, thì tôi là người kiểm tra và giúp đỡ lại rất nhiều các gia chủ đã có những cái thầy thiết kế, thậm chí có những thầy có tên có tuổi thiết kế, nhưng gì, những cái tiêu xáo, những cái cơ bản nhất thì lại bị sai. Chính vì vậy tôi cũng không có giấu giếm gì về các cái việc này cả, để mà giúp cho các bạn tránh được những cái rủi ro không đáng tiếc. Thì cái phương pháp ấy, đầu tiên ấy, để thiết kế một cái ngôi nhà chuẩn phong thủy, trước khi các bạn thiết kế về kết cấu công năng thì hãy làm như sau. Đầu tiên, các bạn phải đo chính xác cái mặt tiền của ngôi nhà của mình, xem nó là bao nhiêu độ của các cái phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Bởi vì 8 phương hướng thì mỗi phương hướng, một phương hướng nó là 3 sơn. Khi các bạn không xác định được chính xác cái phương vị của nó thì mọi thứ tính toán sắp xếp sai hết. Ví dụ ở phương Nam chẳng hạn, nó có 3 sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Tây Nam nó có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân. Tây nó có 3 sơn Canh, Dậu, Tân. Tây Bắc nó có 3 sơn Tuất, Cản, Hợi. Bắc nó có 3 sơn Nhâm, Tý, Quý. Đông Bắc 3 sơn Sửu, Cấn, Dần. Và Đông có 3 sơn là Giáp, Mão, Ất. Và Đông Nam có 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ. Chứ rất nhiều bạn cứ mà nó ghé Nam mới ghé Bắc hay gá Đông Đông, thì họa phúc của mỗi phương vị khác nhau hoàn toàn. Nếu như chỉ sai 3 đến 5 độ, nó chuyển từ hung thành cát, ngược lại từ cát thành hung, cho nên thiết kế nó sẽ bị sai phạm. Đó, cái đầu tiên các bạn phải xác định được độ. Sau đó là các bạn phải biết được cái chiều rộng mặt tiền của nhà mình bao nhiêu mét, chiều sâu bao nhiêu mét. Tiếp theo là công năng sử dụng ra sao, thì hãy tiến hành như sau. Các bạn sẽ áp tất cả cái hình dáng, cái đầu tiên là kích thước hình dáng diện tích của căn nhà lên một cái đồ hình 360 độ, phụ thuộc theo cái hướng vuông góc đầu tiên mà các bạn đã xác định được hướng của các bạn. Là sau đó các bạn sẽ định vị và các cái phương hướng như sau. Cái đầu tiên là các bạn đặt cái kích thước, cái diện tích của căn nhà các bạn định xây đấy lên cái đồ hình 360 độ để xác định là tọa hướng của ngôi nhà nó là như thế nào. Sau đó từ cái tâm của 360 độ, tức là ở giữa cái tâm nhà đấy, các bạn sẽ xác định được vị trí đặt cổng, đặt cửa, WC, bể phốt, cầu thang và bếp ở khu vực nào. Từ đó các bạn đã xác định được cái vị trí cơ bản rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ xác định cái vị trí mở cổng cửa ở sơn nào.
trong một hướng thì nó sẽ có là ba sơn. Tuy nhiên để xác định được là sơn vị nào nó tốt xấu theo các bản mệnh, ngoài cái đông tứ trạch tây tứ trạch ra thì ở đó phải áp dụng được là mở cổng cửa theo vòng trường sinh để tìm ra vị trí tốt nhất trong 24 vòng phúc đức. Sau đó các bạn phải xác định là cái tọa hướng này mở cổng ở cái vị trí này, để cầu thang ở vị trí kia, hay là cái cửa ở chỗ này nó có bị phạm vào bát sát hay huỳnh tuyền hay không. Đó là bước đầu tiên. Sau khi đã xác định được vị trí cửa cổng không bị sai phạm và đạt được chữ tốt nhất trong 24 vòng phúc đức, thì chúng ta sẽ tìm và xét tới các cái công năng. Thứ nhất là công năng sử dụng là phòng khách là diện tích bao nhiêu, phòng ngủ diện tích bao nhiêu, phòng ngủ là WC, là WC khép kín hay WC chung, vị trí của cầu thang ở chỗ nào và vị trí đinh đào bể phốt ở đâu, bếp đặt ở chỗ nào, hướng quay ở đâu. Đó là cái đầu tiên, là vì xác định vị trí của công năng sử dụng làm sao để nó không bị sai phạm. Đó là cái đầu tiên là các bạn phải xác định được. Tiếp theo là các bạn phải lập được một cái đồ hình trạch mệnh của cái nhà đó, khi mà mình xây dựng vào năm nào, nó là thuộc vận nào, vận 8 hay là vận 9, để xác định được các cái cung vị 9 ô của cái nhà là cung vị nào là tốt nhất, cung nào là cung xấu. Qua đó để có thể mở về thành môn, mở cửa sổ hay đặt các hủy vị ra sao. Khi các bạn đã xác định được công năng sử dụng rồi, những cái điểm cần chú ý như sau. Thứ nhất, về cổng cửa, vị trí bếp, WC và bể phốt là tuyệt đối không được đặt vào hàng chi của người trong gia đình. Phải xác định được tuổi của vợ, chồng, con cái, các thành viên trong gia đình là không được vi phạm. Đặc biệt là vị trí ở tâm cửa, cổng, bếp, WC và bể phốt. Đó là cái đầu tiên. Tiếp theo là tránh đặt bể phốt và vật không sạch, WC, bể phốt, bếp ở cùng tuổi của các thành viên trong gia đình. Và phải tránh tuyệt đối sơn càn. Các bạn nên nhớ, sơn càn, không nói là trung cung nhé, là sơn càn. Trong cả một cái cung Tây Bắc, nó là tuất càn hợi, nó là quẻ càn, nhưng riêng sơn càn là đặc biệt không được vi phạm. Có thể vì lý do nào đó mà phải đặt ở sơn tuất hoặc là sơn hợi, tránh cái trường hợp đặt cả mọi thứ không tốt vào sơn càn. Đó là cái đầu tiên. Sơn càn ấy, nó rất quan trọng. Nó là cung quý nhất của chợ, đồng thời nó là cái đầu, nó là người chỉ huy, là người bố và những người cha trong gia đình. Bởi vậy cái cung vị này, đặc biệt là sơn càn, không được vi phạm. Tiếp theo, nếu như các bạn tránh được cái tứ chính là Tý, Dậu, Mão và Ngọ, và cái bốn cái tứ ngung càn, khôn, cấn, tốn, trong đó đặc biệt là sơn càn là phải tránh. Khi các bạn đã xác định được các vị trí đó rồi, thì đầu tiên ấy là các bạn phải rất chú ý đến cái cầu thang. Thứ nhất là cầu thang là nó không được xung sát, nó không được lao ra cửa. Nhưng có rất nhiều các cái trường hợp, kể cả một số thầy có tên có tuổi thiết kế cho gia chủ là cầu thang đi ngược. Cho nên là phải xác định được cái vị trí cầu thang đi thuận theo kiểu kim đồng hồ, tránh cái trường hợp
là thiết kế đi ngược. Còn cái cơ bản là bây giờ đấy, hầu như không ai mắc phải những cái lỗi là cầu thang lao ra ngoài cửa. Hai nữa, để tránh cái vấn cái việc mà cầu thang nằm ở giữa trung cung, thì các bạn lùi xuống phía sau hoặc lùi hoặc là dịch lên phía trước 1 mét, cách tầm ấy, đó là điểm khởi đầu của cái nhịp cầu thang, thì cơ bản là tránh được, nhất là nhà ống. Chứ còn mà bây giờ tránh tuyệt đối là không được vào vị trí ở giữa trung cung là nó hơi khó. Cái thứ hai là tuyệt đối không làm WC ở dưới gầm cầu thang, đó là cái nguyên tắc. Sau khi các bạn đã xác định được như vậy rồi thì sẽ tiến hành là xác định là bể nước ở đâu. Bể nước ấy thì không để đào lung tung được đâu. Bể nước có 2 cách. Nếu như có 3 cách ấy, các bạn không xác định được, không lập được cái đồ hình phong thủy là đồ hình trạch mệnh theo huyền phái phi tinh, huyền không phi tinh ấy, thì rất khó. Thì theo cái trường phái này này, người ta sẽ lấy nước hoặc đào bể nước, dẫn nước vào và đào bể nước ở cung vị nó có con sao số 1, số 6, số 8 và số 9. Nước ra ở những cái vị trí sao 3, 2, 4 và 5. Đó là trường phái huyền không phi tinh. Còn cái trường phái bắt trạch thì lấy nước vào từ sinh khí, thiên y, phúc đức, phục vị, và nước thải ra ở tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại và lục sát. Tôi ở đây tôi chưa nói là nước vào nước ra ở lâm quan hay là đế vượng. Đấy, cái này thì nó hơi phức tạp. Như cái đó tôi tính ấy, thì theo 2 múm vòng phúc đức ấy, không, nó chỉ ở xác định là ở cửa, tức là 2 an môn theo vị trí 2 múm 4 vòng phúc đức mà thôi. Ngoài ra đấy là thủy vào thủy ra. Tét nước ở trên nhà thì cũng đặt vào những cái tốt, đặc biệt là trong vận 9, vận 8 ấy, vận 7 lùi lại về quá khứ, là vận 7 thì đặt ở phía đông, phía đông nam là tốt. Song song sang đến vận 8 là ở phía tây nam hoặc là phía đông nam hoặc phía bắc. Nhưng tới vận 9 từ 2024 đến 2043 thì linh thần nó sẽ là ở phía bắc. Cho nên là có thể đặt thủy vị là tét nước ấy ở phía bắc, hoặc là chiếu thần ở phía đông nam. Đấy. Đông nam nó là chiếu thần của chính thần phía nam. Chính thần phía nam là nạp khí, mở cổng cửa và không được để thủy vị. Cho nên đặt tét nước ở những cái năm 2024 đến 2043 thì các bạn nên đặt ở phía đông nam, đó cũng là thành môn quyết. Đồng thời là linh thần kiến thủy, là tiền tài phú quý sẽ phát triển là ở phía bắc. Cái thứ hai lưu ý, những cái lưu ý này này mà rất nhiều thầy, đặc biệt là những cái thầy theo cái trường phái bắt trạch ấy, bị sai phạm. Tôi nói đây không phải là cái người dân bình thường đâu nhé, mà đó là tôi đang nói tới những cái lỗi của các thầy nhé, mang danh là thầy nhưng trình độ chưa đạt được cái mức độ cao, cho nên dẫn tới làm cho gia chủ những cái sai như sau. Thứ nhất là đặt các cái bể phốt và WC cứ lấy là đông tây tứ trạch áp vào, rất nhiều nhà dính vào, chính vào cung khôn, chính vào cung càn, chính vào tí dậu mão ngọ. Có những nhà thậm chí đặt cả WC bể phốt và bếp đặt đúng vào tên, vào tuổi của gia chủ, dẫn tới những hậu họa rất khôn lường. Đây là một cái thực tế đấy. Cái thứ hai là thiết kế cầu thang ngược. Cái thứ ba các bạn phải đặc biệt chú ý này, và cái trường hợp này xảy ra tương đối mình nhiều, là thổ công trung ông táo, tiền tài phú quý đa hao, là tất sinh nghịch tử ấy. Là gì? Cứ theo đông tứ trạch với tây tứ trạch nhân đâm ra sắp xếp hướng bếp bị ngược, ngược cửa nhà, hướng bàn thờ ngược hướng nhà, thậm chí hướng bàn thờ nhìn vào trong cửa buồng, hướng bàn thờ nhìn vào WC. Bởi vì sao? Cứ quay theo các cái hướng là đông tứ trạch với tây tứ trạch. Cái này là các thầy mắc rất nhiều, chứ không phải là đổi tại cho là cái người bình thường không biết đâu. Đây là lỗi của các thầy. Nên tôi nhắc lại các bạn, khi
mà cái kiến thức này để kiểm tra lại các thầy xem thiết kế cho gia đình các bạn có đúng hay không. Cũng có thể có đụng chạm đến một số các cái thầy non yếu. Tôi cũng mấy cái clip ấy là có những người phản đối, đấy là những người người ta gọi là thần kinh không bình thường, tốt thì phải đi học đi, chứ không thể cứ đi như thế này, gọi là đi làm là đi hại người. Với kiến thức của anh là nông cạn, anh giấu tốt, nhưng là nhiều người không dám nói ở trên đăng đàn này đâu. Đây là một cái sự thực, tôi nói thẳng ra này này, tôi kinh nghiệm đầy mình rồi. Bất kể một cái phản biện nào, tôi sẵn sàng tiếp thu và thay đổi. Nhưng gì, có những cái nó không giúp được người ta được cái gì thôi, lại dẫn tới những cái hậu quả nó rất khôn lường. Đặc biệt là những người áp dụng chỉ vào một cái trường phái bắt trạch thì sai bét nhè. Tiếp theo là các bạn phải đặc biệt phải chú ý này này, cái cầu thang là nó phải đi thuận, chứ nó không thể là đi ngược được đâu. Cái nữa là không được để WC, bất dù là diện tích nhỏ hay hẹp, là cố gắng không được để WC bể phốt nó ở cái vị trí mà dẫn khí lên trên. Khi đã xác định được là đường nước vào, đường nước ra và đặt nước, nhưng ở trong cái yếu tố này này, nước vào hay là nước ra, đặc biệt là nước ra, thì lúc đấy nó lại liên quan đến các cái vấn đề về thủy pháp. Đó là cái yếu tố cũng rất phức tạp. Để một cách đơn giản thì các bạn cứ cho nước sạch vào bên tay trái, ở bên thanh long, và nước thải ra bên tay phải. Và đồng thời nước thải nó ở cái vị trí nào nó thuận tiện để ra ngoài giao thông, để cho nó tốt. Trên đây là một vài những cái mà các bạn cần phải lưu ý đấy. Tôi nhắc lại một tí này mà hay bị mắc lỗi này. Là thứ nhất là cổng cửa WC, bếp tuyệt đối không được đặt vào vị trí của tuổi sinh thìn, tức là tuổi của gia chủ và tuổi của con cái. Bởi vì đặt vào đó thì những người đó là thích hướng ngoại, và cái xu thế không được tốt trong cái quan hệ của gia đình. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tới vận khí của bản thân người đó. Cho nên cái đầu tiên là các bạn phải tránh được các cái những cái vị trí đó, không được để vào cái sơn tuổi của gia chủ. Cái thứ hai các bạn phải tránh, càng tránh tốt được bao nhiêu càng tốt, là ở bốn cái chính là Tý, Dậu, Mão, Ngọ, và chính bốn cái sơn, đây là chính sơn Càn, Khôn, Cấn, Tốn, đặc biệt là Trung Cung và Cung Càn. Từ đó các bạn sẽ sắp xếp cho là chuẩn, và không bao giờ được đặt ngược hướng nhà đối với bàn thờ và với bếp. Có những nhà đặt hướng bàn thờ là quay hướng nam, bếp quay hướng đông, có biết đâu rằng đó là thủ công trông ông Táo. Hai nữa, các bạn dù chật dù hẹp cũng phải xác định là không được để bàn thờ và bếp trên cùng một cái trục thẳng đứng, là cái thứ hai. Cái thứ ba là tránh kê giường lên trên vị trí của bàn thờ hoặc là bếp. Đó là những cái mắc rất nhiều, đặc biệt là những nhà có diện tích nhỏ. Đó là những cái yếu tố cơ bản để mà xác định cái vị trí, công năng sử dụng làm sao cho nó phù hợp. Đồng thời nữa, các bạn cũng tránh mở cửa chính thông thẳng ra phía sau là cửa phụ, cổng ra ngoài với nhà thoái tài. Tiếp theo là cần lưu ý nữa là các bạn phải đo rất chính xác cái phương hướng, đó là độ chính xác, để tránh nó vào không vong hay là đại không vong. Từ đó sẽ dẫn tới những cái phán đoán sai lầm mà nó bất lợi. Ngày hôm nay tôi phát cái clip này, hy vọng các bạn cũng tiếp thu được một phần kiến thức nhỏ, và cũng giúp cho các bạn mà hiện nay đang học hành về phong thủy thì hãy cố gắng trao đổi và phát huy những cái kiến thức, tránh
tìm hiểu ở những cái kênh hoặc là những cái ở trên mạng nó không đúng. Bao giờ nó cũng phải có các cái kinh nghiệm thực tế đi đôi với các kinh nghiệm. Ngày hôm nay là tôi đã chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức này là những kiến thức đã được chiêm nghiệm và được thực tế trong gần 18 năm vừa rồi. Tôi đi giúp đỡ cũng đưa đi cải tạo lại cho các gia đình mắc phải những cái lỗi rất cơ bản nhưng lại rất nhiều người bỏ qua. Bởi vậy ngày hôm nay tôi phát cái clip này cũng hy vọng giúp được các bạn hiểu thế nào là một căn nhà thiết kế phong thủy chuẩn mực và không bị sai phạm. Chúc các bạn thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.